2, 1, nhấp. Vô. Cái gì vậy? Quên. Mà đâm tới nơi tới chỗ. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Phạm Huy. Mình là Bóng Ập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kiên. Thì hôm nay có game này sẽ quay trở lại với Human Fun Flash. Và đây một cái custom map. Thì cái map này coi là map Fighting. Đây, đây cái map trước mặt coi mọi người luôn nè. Đúng rồi, Fighting nè các bạn. Sẽ làm gì chị trong đây là... Khoan, lại đây, lại đây. Không, ta đang show, chứ ta chưa làm gì hết, ta đang show. Đây là trận chiến sinh tử. Trời ngay chứ, cho reset lại mới ghê chứ. Chị có kêu mày lại đây, có kêu mày khoan rồi. Tao lại tao show chứ ai làm gì đâu mày. Để tao thể lệ cuộc thi nè. Phổ biến thể lệ cuộc thi nè. Đó, nói chung á là bây giờ là một thằng sẽ bây giờ cả ba thằng sẽ quảnh tù xì. Sau đó là đứa nào mà thắng á là sẽ đấu sau cùng. Còn hai cô bay là phải đi lên trên kia cầm vũ khí và quánh lẫn nhau. Ok chưa? Rồi. Đã bắt đầu chém nha. 1, 2, 3, 4. Búa. Gì vậy, cô bay cái gì vậy? Sao bảo không đếm? Có rồi nè. 1, 2, 3. Kéo bao. Tao quên. Rồi, bây giờ tao khoan, tao sẽ lên trên này trước. Rồi, tao bị chọn vũ khí đó. Rồi, lên đi, đứa nào lên đi. Tao đang lên làm trọng tài nè. Đó. Yeah, tao win rồi. Tao win rồi. Mày quấn dưới đó không? Mày quấn dưới đó không có đúng nha. Mày phải quấn ở trên này nha, không được quấn dưới đó nha. Cái gì quý dạ? Tao win. Đâu mà quấn luôn trọng tài luôn kìa. Lên quất luôn trọng tài luôn. Mình win rồi các bạn ơi. Ê mà coi bạn có đang hiểu ý tao đang nghĩ không ạ? Mập đứng xa ra Bobby. Để tao đếm nè, đứng xa ra để tao đếm. Mập mày có đang nghĩ những gì tao đang nghĩ không mập? À bỏ đi. Nè chuẩn bị nè. Mà bây giờ là trận chiến giữa anh Bobby Trần và anh Hồ Bảo Mập chưa? Được từ. Trận chiến cân ngang tài ngang sức giữa một bên 85 và một bên 100. ngang tài ngang ký. À ngang tài ngang ký, kẻ cắm lại người nữa cân á. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, vô mặt, vô. Mày không hiểu tao nói gì không? Ê, quýnh này là mày thua nha, quýnh tao là mày thua đó. Mày thua nha. Thua quá. Từ, cái cây gì mà dài vậy? Thì ngồi bảo mặt đang giữa hết không phải? Rồi, ngồi bảo mặt không phải? Yeah, win. Trời ơi, tao giết bảo tao, tao lỡ tao đạp chúng cái kiếm luôn đó. Nói chung là đấu 3 trận, trận đầu là Vami win. Rồi, tiếp theo lên trận tiếp theo. Rồi, để tao reset lại nhân vật, retard lại để vũ khí này về lại vị trí ban đầu. Rồi, ok. Rồi, hiện tại là Bami đã win được một trận rồi nha mọi người. Bây giờ trận thứ mập 2. Né ra mày, né ra, làm cái trò gì? Đừng có ăn dê, đừng thấy tao đẹp mà ăn cứ nhào nhào vô. Chỉ cần Bami nó mà win trận này nữa là coi như là Bảo Mập nó sẽ thua toàn tập. Rồi, ok luôn, chấp nhận luôn. Rồi, để coi, Bami vẫn đang sử dụng kiếm Saber nha mọi người. Đúng rồi. Một thanh kiếm màu xanh lá cây màu yêu thích của kia. Vâng, cho mày nè. Ê, bảy, thua nha. Đó, mà nghe cái yêu thích nha. Của mày tao cho mày nè. Bỏ đi trước, tao chưa giới thiệu mày đi. Từ dính đi kiếm. Mập nghe tao cắt. Rồi, ok. Rồi, chưa. Lady and gentlemen. Hiện tại là Bảo Mập đang sử dụng cây thương nha mọi người, đó. Yo. Rồi, ok, mà trận thứ hai giữa Bảo Mập và Vami. Ủa, sao cây đó nó dài dữ vậy mày? Ai biết mày. Ê, cho tao đi xuống rồi từ bà ơi. Từ bà ơi, dành tao ơi. Đi ra ngoài thôi, bảo mập lùi lại, đi ra ngoài thôi nha. Một, hai, ba, bắt đầu. Quên. Yeah. Rồi, ok, mà bây giờ là sẽ có trận của Kia và Bami. Về Kia với Bảo Mập chứ. Đâu, Bảo Mập thua rồi ba. Hồi nãy trận nãy là tao thắng, quảnh con xì thắng là tao được vô trận chung kết rồi. Rồi. Bây giờ là tao sẽ đi lựa vũ khí. Cây nào ngon mày? Tao lại lấy cây Saber. Rồi, ôi, cái kiếm. Kiếm, cái cây rượu sao bay xa dữ rồi. Làm gì vậy, mày bay xa dữ vậy? Mày biết. À, rồi, ok.
Trời ơi, Kia nó chuyển qua lưỡi hái các bạn ơi. Ghê vậy. Ây da, nặng quá, bê lên nổi mày ơi. Rồi, ok. Lưỡi hái lên. Bên Bami vẫn dùng kiếm, lại lần dùng hai tay. Ê, Bami, mày đi qua bên kia, Bami, coi bên này mà, mày đi qua bên kia đi. Mày cái chỗ đó hồi nãy tao đứng mà. À rồi, ok, cũng được, để tao đổi lại. Mày lên đại đi, mày ngửa mày ơi. Đấy, mày nhìn thấy ghê vậy. Né ra chỗ khác. Hái cái cây gì thấy ghê vậy. Rồi, xong chưa, chuẩn bị chưa. Rồi, bỏ cây nữa dài quá. Bên sàn trái, quần xanh lét là Bami, còn cái đầu dập đỏ đỏ đeo headphone là Kia và khoan từ từ, cả hai thằng đều quần xanh luôn á. Ta xanh dương, Kia xanh lá. Cũng là quần xanh, mày kêu mày phải nói cho rõ xanh nào chứ. Ok, bên đây cái đầu tím, nón tím, cầm kiếm hai màu hai lai là Bami, rồi bên kia có đang trọng đích bò lên là Bao Kia. Đấu diễn ra với hai tuyển thủ. Và ai nói vàng là bỏ mặt với các bạn là trọng tài. Rồi, chuẩn bị chưa? Bắt đầu đếm đi! 3, 2, 1, go! Go! Kê cỏ! Cái gì vậy? Quên! Hàng ném mà đâm tới nơi tới chỗ. Yeah! Và trận đầu tiên thì Bami đã thắng hoàn toàn thuyết phục, giết được hai thanh niên Kia và bỏ mập. Ghê vậy coi Bami gì mà nó thắng liên tục luôn ta. Trời đùa. Chuyện. Nó chuyện ngộ. Rồi vô. Rồi từ từ qua. Cao lên nè Bami ơi. Cao lên nè. Ủa bỏ mập mày làm gì vậy? Mày làm trong trại kìa bỏ mập. Làm gì? Mày làm trong trại kìa mới có một trận à má. Ủa tưởng xong rồi chứ. Thôi lên đi. Mày lên làm trong trại đi. Nhanh lên. Lộn đường rồi Bami ơi. Lộn đường rồi Bami. Nữa rồi mày lấy cái dài nữa hả? Lộn đường rồi. Đi qua bên kia. Thằng chướng dễ sợ. Rồi, bỏ mập chuẩn bị giới thiệu thêm lần nữa nè, bỏ mập ơi. Thôi giờ giới thiệu nữa. Vậy mày đếm đi ba. Rồi. Lần này tao sẽ không thua mày nữa đâu, Bami. Mày tuyển thủ lên sân. Rồi, đã lên bàn cân. Bami vẫn như cũ, vẫn là song kiếm, hợp ích. Song kiếm thôi, không có hợp ích, không có chơi chung, không có hợp ích được. Đúng rồi. Hai tay tao tự hợp ích với nhau mày. Cái đinh ba hả ba? Cái chĩa mà đâm lô là ba lỗ. Đúng rồi, cái chĩa mà người ta hay chĩa thịt người ta ăn đó các bạn. Hợp lý nha, hợp lý nha. Rồi, chuẩn bị nè, đếm. 3, 2, 1, cầm vô. Mày. Trời ơi. Win. Bami đã có thế thắng chung kết. Tại vì nó thắng số luôn. Yeah, Bami is the best. Rồi, giờ tới tao là trọng tài, hai phải quýnh nè. Bây giờ đủ quánh cầu xì lại nè. Thôi, giờ tới tao là trọng tài, nãy giờ bảo chưa được quýnh. Tao là trọng tài cho Bami lên làm Bami nó win rồi, ok, được rồi, cho mày làm trọng tài đi Bami. Tao là trọng tài cho. Có cây nào tao bay chê em, tao cầm lên tao làm trọng tài cho nó ngầu kìa. Rồi, tao lên làm trọng tài đây. Trọng tài mới ngầu các bạn. Trọng tài là mình cũng phải có vũ khí chứ không, mấy cái thằng ở bên lề nó chọt lên mới không chết nữa. Rồi, cao lên nè nha. Rồi, bỏ mập. Rồi, tao sàn bên này cho mày sàn bên kia đi. Rồi, vô nè, bỏ mập ơi. Rồi, để tao nói nha. Rồi, khoan. Ladies and gentlemen, hôm nay chúng ta có hai tuyển thủ, đó chính là tuyển thủ Kia mặc quần xanh lá bên trái và tuyển thủ Bảo Mập là đang mặc quần màu xanh và áo vàng bên phải. Tuyển thủ Kia đang cầm song kiếm của Bami đã giành chiến thắng chung cuộc trong 6 ván liên tiếp. Và bên phải của chúng ta là anh Bảo Mập đang cầm một cây. Anh vừa ấy vừa mới bị cái cây đập vô đầu mình. Đó là cái cây, gọi là cái cây của mấy thanh niên Viking đó các bạn. Đó là cầm rồi, mấy cây cục sida này chậu nè các bạn. Và trận đấu 2, 3, bắt đầu. Rồi, anh Kia đang chọn cây rồi. Hai anh chắc cùng lúc. Quê. Và trận đấu hiện đang là quê. Trận đấu đầu tiên quê trong lịch sử các bạn ơi. Và hai anh ấy đang quê với nhau rồi. Vẫn còn hai trận nữa đúng không? Đúng rồi, hai tụi bay chơi chi kỳ. Chơi gì mà chơi hai bay chọt chúng nhau cùng lúc ghê chứ ôm nhau chết. Sợ thiệt. Ủa sao cái cây này nó quýnh bằng kiểu gì ta? Trong đây có cái rìu không? Chơi vô đa dạ đi, chơi cái gì mà có một món chơi hoài vậy? Vô. Ờ chưa là nó quýnh rồi. Ờ được rồi, để rồi tao bay lên đi. Ê, nhìn tao giống mấy con bé sexy mặc bikini mà cầm cái bảng lên không bay nhìn nè.
À thì thứ hai hả? Hợp lý nha. Hai, round 2. Đừng. Cái này quýnh đâu có chết người. Hai bay tốc độ nha, hai bay đừng có hát nghe trọng tài ra hốt hai bây giờ á. Rồi vô nè. Rồi, tao lên rồi. Hả, à, thấy Bảo cầm cái cây đó, tao lo cho Bảo ghê. Cây nào vậy? Cái gì mà, mày đi sâu lưng. Rồi, hiện tại thì chúng ta xin mời rồi, hai tuyển thủ nhìn lên ngay chỗ ban giám khảo. Rồi. Round 2. Đó. Đó, và trận đấu tiếp theo của chúng ta đó chính là vẫn là tuyển thủ và Bảo Mập và tuyển thủ Kia các bạn nha. Thì hồi nãy hai bạn quê. Đó, thì bây giờ mình sẽ không giải thích nhiều nữa. Bảo là màu vàng, Kia màu xanh lá bên phải. Đó, rồi, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Yeah. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa kịp nói gì hết. Và cây hàng của anh Kia quá dài và quá to đã chọt trúng bụng anh Bảo. Và anh Bảo đã về thành dưỡng sức và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội Kia. Giờ cái hiệp thứ 3 đúng không? Giờ cái hiệp thứ 3 đúng không? Rồi bây giờ là hiệp thứ 3 đây các bạn ơi. Để đây mình làm, mình lấy cái số 3. Cái món gì mà mình để dành đi chơi không ta? Chơi đa dạng chứ đi. Chà. À, và mày mặc bikini lên biểu diễn tiếp nè. Bikini là phải tụt bớt nha, phải không? Giờ mày mặc hơi nhiều đấy. Đó. Mày cầm cây đó hả? Ok, tao với mày mỗi người một cây nè, vô. Bây giờ cái kiếm à? À, cái chĩa. À, cái này hấp dẫn nè, hai cây này nó ngắn. Đúng rồi, chơi cho nó hấp dẫn, cho kỹ thuật lên. Đó. Rồi, vô. Mami ơi, chuẩn bị. Rồi, lên đi, tao mặc bikini rồi nè. Round 3. Và đây là trận chiến và cuộc màn đấu thứ ba các bạn ơi, giữa tuyển thủ Kia và Bảo Mập Thù Lù. Đó. Rồi. Thì Bảo Mập bên trái chúng ta là Thanh Thiên đang mặc áo vàng và Kia là mặc áo bên phải, và hai người đã cầm một cây kiếm rất là giống nhau các bạn. Đó, rồi. Báo các bạn giờ. 2 3 bắt đầu. Vô. Tôi chọc nhau. Yeah. Hay lắm. Hiện tại thì tuyển thủ của Bảo Mập chúng ta đã giết được Kia và anh ấy mừng quá lăn xuống dưới luôn rồi. Anh ấy đi rất là nhanh. Đánh rồi. Trời ơi, nó lớn kìa, trời đất mẹ nó lớn kìa. Mới có 2 đều à. Ok. Lũ đáng Bảo Mập. Nó giết trong tay luôn kìa. Rồi lên nè Bảo Mập. Rồi và đây là trận chung kết giữa Kia và Bảo Mập các bạn ơi. Một trận cuối cùng nữa nè. Một trận cuối cùng nó móc cái hàng dài nhất ở đây chơi. Chịu nổi không? Vậy mà mi. Ủa mày đâu có quánh đâu mà mi. Nó mới cầm cây nó chọt chết trọng tài. Trọng tài phải cầm đồ lên chơi bảo vệ bản thân. Nguy hiểm phải nồi. Rồi vô này chuẩn bị nè mà mi. Rồi. Ok. Round 4. Và đây là trận chung kết giữa Kia và Bảo Mập Địch. Đó. Thì Kia hiện tại đang cầm một cái cây chĩa. Đó, Kia đang cầm cây xiên thịt. Và Bảo Mập đã cầm cây song đao. Đó. Phá thiên kích nha. Rồi ok, một bên là phá thiên kích, một bên là song đao nha các bạn. Rồi, 2, 3, bắt đầu. Chết Mập. Chung kết nha, chung kết cho bình tĩnh. Đúng rồi, chết. Trời ơi. Ủa tao nhớ là có chọt chúng nó rồi mà sao kỳ vậy. Thưa các bạn, nó cầm mấy cây song đao nó đỡ rồi ba. Rồi và bây giờ là thông báo. Và sau khi anh Kia cầm một cây hàng phát tiên kích siêu dài và siêu nhọn, thì rốt cuộc cũng đã bị anh Bảo với cây song đao chọt trúng rốn và Kia đã thua. Nhưng mà đâm đúng chỗ, hiểu không? Quay chậm là đâm trúng chỗ, không cần phải dài. Rồi ok, bây giờ tới hai của bay đó. Ủa nữa hả? Dạ thôi, hồi nãy là đấu 2, giờ đấu 3 đi. Đấu 3 hả? Rồi, ok. Ê, đấu 3 đứng dưới đi chứ sàn lên đó sao quýnh đủ quá. Rồi, đấu 3 các bạn ơi, đây là cuộc đấu tự do các bạn ơi. Một ván duy nhất, chỉ một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất các bạn ơi. Đón xem và mi chạy đây. Cho hai nó giết nhau trước đi. Chưa xích ra Bảo Mập, Chưa chào nhau mà đi đâu tiêu. Đó, ảnh dây điện lủi ra sau lưng đó. À, đi đếm thúi. À, cái hàng của ông Bảo bự quá kẹo rồi. Gì vậy? Tự sự đó rồi. Quỷ ga đếm húi không? Cái gì vậy? Giờ ngăn cho mày đừng có đi hàng trước. Nè nha. Lấy cái cây dài dài trước là ngon rồi.
Vô. Thế ai giành gì giành, mình cứ vẫn trung thành với cái vũ khí mà đã cùng mình đi ra hết mấy trận đấu. Máy sách tao đi luôn rồi. Rồi, trận đấu bắt đầu. Chưa. Ai biểu mày giành hàng nhiêu chi lâu quá tới tao. Bắt đầu. Chưa. Bắt đầu. Chết rồi mập ơi, chết rồi. Chết kìa. Mày dạy đi, mày dạy đâu. Phải rồi, Nguyễn Nga đi thúi reset lại luôn. Tao nguyên rồi. Mày reset cái mày đi đến thúi vừa mày. Tao reset đâu. Tao đang đi ngoài không đụng chạm vậy tự nhiên chết đi kia không reset đâu. Ừ, có phải reset rồi, nếu như reset là tao cũng bị reset rồi. Ờ, à, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ờ, kìa đếm thúi. Không trả được hả? Vô đây mày, vô đây. Ui cha. Yeah, chết kìa. Mình đã cướp vũ khí của Ga và giết được Ga. Yeah. Ga, các bạn thấy là các bạn đã thấy chiêu mà chiêu là chôm vũ khí của đối phương và giết chết đối phương không? Đó, à, bây giờ Vami the best lên đây ngó hàng đấu với nhau. Thôi dần luôn đi chứ quánh gì đó. Rồi ok các bạn, thì sau một cuộc chiến tranh giữa các dũng sĩ Vami, Ga và Bảo Mập, thì hạng nhất thuộc về Vami. Và hạng nhì thuộc về Bảo Mập Địch. Yeah. Và thanh niên chết nhiều nhất đó chính là Kia. Yeah. Yeah, tao hạng nhì. Trời, Kia nó mặc bikini và cầm tờ bảy thông báo ra luôn rồi các bạn. Rồi ok các bạn, thích video này nhớ để lại cho 3 đứa mình 1 like 1 share. Mình nhớ subscribe channel của 2 đứa mình nhiều video ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.